Bài toán về giá trị lợi nhuận đã khiến cho người dân dùng đồng tháp 10 tỉnh Long An chuyển đổi mạnh sang trồng sầu riêng. Vì vậy, diện tích sầu riêng gần đây liên tục tăng nhanh, nhiều nhất là trong năm 2021 và 2022. Từ trồng lúa, ông Trần Văn Chính xã Tân Lập, huyện Tân Thành chuyển đổi sang trồng thanh long. Đến giai đoạn thanh long gặp khó về đầu ra, ông lại chuyển đổi sang trồng sầu riêng với diện tích trên 3,5 hectare. Năm 2017 là tôi bắt đầu tiến hành tôi trồng được mới sầu riêng. À, cũng tự phát tự sinh thôi trồng thử để ăn mà thấy nó trồng xuống rồi thì cũng thấy mình cũng không có chăm sóc đúng cách như người ta nhưng mà thấy nó phát triển rất là tốt thì từ chỗ đó mới nảy sinh trồng hoài tôi trồng được là tổng cộng khoảng 500 cây sầu riêng hiện diện tích trồng sầu riêng tại vùng đồng tháp 10 của tỉnh Long An gần 440 hecta tăng gần 100% chỉ sau một năm từ tháng 7 năm 2022, trái sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Long An cũng được cấp hai mã số dùng trồng. Đây là cơ hội lớn cho sản xuất sầu riêng. Tuy nhiên, cây sầu riêng của tỉnh đang đứng trước nhiều rủi ro, như nhiều địa phương có xu hướng mở rộng trồng mới ở những vùng không có lợi thế, dùng trồng thường bị lũ lụt, xâm nhập mặn, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa đảm bảo quy trình canh tác bền vững, chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ còn hạn chế. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu và cân nhắc khi chuyển đổi sang trồng sầu riêng để tránh thiệt hại.